Cắt lúc muộn là một bước trong chương trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ em đã được áp dụng tại Việt Nam. Thì cắt lúc muộn sẽ được các bác sĩ và nữ sinh thực hiện sau khi em bé sanh từ 1 đến 3 phút tiến hành kẹp cắt dây rốn nhằm mục đích để tăng lượng máu qua cho em bé. Cái lượng máu tăng qua có thể từ 80 đến 100ml, có thể chiếm đến 30% thể tích tuần hoàn em bé. Điều này đặc biệt rất quan trọng đối với những em bé sơ sinh non tháng. Cắt lúc muộn còn cung cấp lượng sắt cho em bé nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu máu thiếu sắt trong 1 năm đầu đời của trẻ. Thì tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thì kỹ thuật cắt lúc muộn đã được áp dụng trong tất cả các sinh thường hoặc sinh mổ, và bố hoặc các thân nhân của mẹ có thể tham gia vào quá trình này, đồng hành cùng mẹ trong những thời khắc đầu đời của em bé, cũng như là sẽ cho em bé những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của em bé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.